Nhà bà định bán à? Muốn bán nhưng mà ông biết ông kia bán là bà thế. Ông cho ông thôi, ông được cho ở chỗ nào theo ông thôi, bà có biết gì đâu. Bà đang chạy trò à bà? Ừ. Tiếp tục hành trình trong ngày, chúng ta rời xóm Đá Đỏ, đi tiếp khoảng hơn một cây số đường thủy để đến xóm Bái Cả. Ở đây cũng có một mảnh đất view rất là đẹp. Chúng ta cùng xem mảnh đất này nhé. Ở đây hay thế nhỉ? Ở đây thuyền cập bến rất là dễ dàng nhỉ? Hay thế nhỉ? Nhưng là vào cập bến rất là dễ dàng luôn. Cái kiểu người vô sản như em mà đi chỉ có người không thôi, cái người mà có tài sản là cái này vác như này này. Đúng. Nhưng mà ở trên này ấy là người ta có chuyển khoản không em? An? Ở trên này thì tiền mặt thôi. Tiền mặt à? Thế mà sao em chốt em đi người không em lại chốt được? Tiền em để chỗ khác rồi. Thế nó lên. Thì ra bà cũng ngắm chán rồi. À, nói chung là trên người căng căng ấy là để toàn tiền đấy. Kín lắm. Ngọc thì chả biết nhét vào đâu. Chết, anh nhìn em thế này. Không có thấy tiềm năng gì cả. Thôi chết cha rồi. Anh nhìn em. Em chính vì thế em mới rét được nhiều, nhưng mà Hải An thì rét gọi là rét không hết. Anh em bảo là không biết rét vào đâu. Sao mình sao bên kia quay sang bên này. Ui, cái đất nó ở đâu bây giờ nó còn không nhớ nữa. Không nhớ mà em bảo. Trời ơi đại gia Hà Nội. Kia đất nền đây, đúng không? Đi đâu ấy? Chào lên đi. Chào lên kia mình nhìn đi sự đẹp của nó đây. Đẹp rất. Các bạn nhìn xem, đúng là sinh thái chưa? Sinh thái đúng không? Đây Vi gọi là đất chứ. Đây bên là sinh thái. Đây bên là nghỉ dưỡng. Lâu lắm không được leo núi. Nhưng mà sáng nay cũng chạy vài cây rồi, thoải mái. Ôi. Anh Vân kêu lại yếu đuối Vân này à? Ôi mệt chết. Cái này em không muốn nha, em chưa muốn san. San bây giờ là động dân ngay. San này à? À đây à? Miếng của em ở đây à? Miếng của em đây luôn à? Vâng. Đây cái nền thổ cư của hắn đấy. À. Đấy không anh? Đây chặt hết đi được không? Đẹp quá luôn. Bao nhiêu mét? Rơi khoảng 3.000 mét anh ạ. Hả này. Thế ngày xưa em cũng neo chỗ này rồi à? Cái đất của em phải lên đây 2-3 lần rồi chứ. Bó tay về em luôn. Tại vì nó có nhiều đường lắm ạ. Nhìn thấy trên này nó là đường cao đường ấy rồi. Cái mảnh vừa rồi là diện tích bao nhiêu anh? 2 tô thông rồi. Dạ. Mảnh vừa rồi là diện tích bao nhiêu? Hơn 3.000 mét. Ô. Ôi giời ơi, view đỉnh quá nhỉ. Mảnh này chả biết diện tích như nào. Mày là mày này diện tích nào Tuấn ơi? Cười. Mày diện tích nào vậy? Xung quanh đâu đó khoảng. Mọi người thử án xem. Ôi giời, view đẹp nhá. Chào chú. Chào bà.
Ui rồi, lại sắp có cỗ rồi. Sướng nhỉ. Ở đây nó sẽ là dân tộc ấy. Dân ở đây sẽ là dân tộc. Mường. Mảnh này có mặt bằng thế này. Ừ. Xin chào bà. Ông. Mảnh đất này có cái chiều dài bề mặt mà bám mặt đường ấy, là 52 mét. Diện tích tổng nó khoảng hơn 1.000 mét vuông. Đấy là mới tính có diện tích lưu không ở trên, còn chưa nói cái mát vát dốc của cái đồi. Tính trung bình thì giá khoảng trên dưới 1 triệu đồng 1 mét vuông. Tổng là khoảng 1 tỷ đồng. Thế thôi. Thực ra là tính nó đất thừa thì nó nhiều. Con này chặt mấy cái cây này đi thì rộng chưa đến 1.000 mét à? 800 đến 1.000 mét. Chưa đến 1.000 nhỏ mà. View ruộng bậc thang, view xong cái hồ luôn. Đây cận ít đất quá. Dưới này là của người khác. Không, ở dưới kia. Là của cộng đồng. Dưới vườn sắn. Kiểu đất hành lang. Đất chả của ai cả. Thế đất cộng đồng thì ở đây được ấy. Đất cộng đồng là đất chả của ai cả. Là vì họ chả khai thác ở gì đấy làm gì. Đất cộng đồng này thì mình diện tích sử dụng mình có đấy. À, ở dưới kia là có ruộng à? Có ruộng bậc thang. À, dưới kia có ruộng bậc thang. Anh Nam hỏi thêm chất quy hoạch xem. Cứ đi em. Có Tuấn ở đây rồi, nó gì. À, để xuống. Nhà bà định bán à? Muốn bán nhưng mà ông biết ông kia bán rồi bảo thế. Ông cho ông thôi, ông được cho ở chỗ nào theo ông thôi, bà có biết gì đâu. Bà đang chạy ra. Ừ, áo. Nước đây là nước suối hay nước suối gì đó bà? Nước suối, từ suối ra đây. Ôi, nước. Ôi bà ơi, nó nước nó chảy kìa. Ô, cái nước này chảy không sao đâu, tự nhiên thôi. Tự nhiên nước, tự nhiên ạ. Ừ, nước này uống được không? Tưởng là nước sạch bà. Không được nước lá. Tưởng là nước sạch. Trong nguồn ra, có ống. Nhà bà không lo cái nước đâu. À. Ừ, cứ chảy suốt thôi. Dùng dai xong này, đầy cái này nó cho đi phứa đi thôi mà. Là. Nước để khối. Tuyệt vời quá. Ừ, cái nước là không lo. Thiếu cái khác thôi, nước bà không lo đâu. Ừ. Nước bà khô. Tha hồ cái nước sạch đấy, từ trong nguồn. Vâng. Ừ. Cứ tưởng là nước nhà máy cấp về hay là không? Không thấy máy đâu. Vâng. Nhà nước cấp nhưng mà nó cho nước đây. Ở trên núi chảy về ạ. Ừ. À. Trong suối đấy. Ừ. Bà ăn cơm chưa? Chưa, vừa đi làm nhà cháu bên kia vừa về đấy. Nước suối nó sạch thế mà. Có hôm bà chưa nấu được nốt nước nóng thì bà ra suối. Thế này thì mình vẫn có thể múc mình cải tạo được đúng không? Múc hết cái chỗ này đi ra bếp này. Ở đằng trước ạ, là làm bể bơi vô cực, view ruộng bậc thang cực kỳ hay luôn. Nếu mà biết cải tạo mà làm. Đây huyện gì đấy? Huyện Mai Châu anh ạ. Huyện Mai Châu. Con này nếu bác biết cách làm nhá là bám đường mà trục chính rồi. Thôi, cái đấy thì bàn sau. Bàn sau. Cái này ô tô, đường này ô tô có vào được không chú? Ô tô vào thoải mái đúng không ạ? Ghe ô tô đi chuốt rồi mà. Vâng. Nhà ông chắc là có nhiều rẫy lắm nhỉ? Nhà ông còn nhiều đất ở trên đồi lắm nhỉ? Không. Có không ạ? Còn ít. Dạ. Còn ít thôi. Không ít ạ. Vâng. Ở đây gọi là thôn gì ông? Bái Cả. Dạ. Bái Cả. Bái Cả Tân Thành. Tân Thành. Xã Tân Thành ạ. Huyện Mai Châu. Huyện Mai Châu. Vâng. Tuyệt vời quá. Mai Châu tỉnh Hòa Bình. Vâng. Rồi.